này thiện hiện khoảng trước sau của tất cả pháp này đều dứt tức là tịch diệt tức là vi diệu tức là như thật đó là không không có sở đắc con đường dứt ái hết lỉa nhiễm không có gì vĩnh viễn niết bàn này thiện hiện đại bồ tát cầu chứng quả vị giác ngộ cao tột muốn vì hữu tình tuyên thuyết khai thị pháp vi diệu tịch diệt như thế này thiện hiện đó là đại bồ tát vì làm củ lao cho thế gian mà phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tột cụ thọ thiện hiện bạch phật bạch thế tôn tại sao đại bồ tát vì làm ánh sáng cho thế gian mà phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tột phật dạy này thiện hiện đại bồ tát vì phá tan đêm dài vô minh đập vỡ vỏ trứng che khuất hữu tình nhiều lớp đen tối vì trị liệu mắt nhặm vô tri của hữu tình khiến cho trong sáng vì tất cả hữu tình ngu tối làm ánh sáng chiếu soi mà phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tột này thiện hiện đó là đại bồ tát vì làm ánh sáng cho thế gian mà phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tột cụ thọ thiện hiện bạch phật bạch thế tôn tại sao đại bồ tát vì làm ngọn đuốc cho thế gian mà phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tột phật dạy này thiện hiện đại bồ tát muốn vì hữu tình tuyên thuyết sáu phép ba la mật đa vì kinh điển tương ưng bốn nhiếp pháp nghĩa thú chân thật để phương tiện giáo hóa dẫn dắt khuyên họ tu học mà phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tột này thiện hiện đó là đại bồ tát vì làm ngọn đuốc cho thế gian mà phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tột cụ thọ thiện hiện bạch phật bạch thế tôn vì sao đại bồ tát vì làm đạo sư cho thế gian mà phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tột Phật dạy này thiện hiện đại Bồ Tát muốn khiến cho hữu tình đang hướng về tà đạo bỏ làm bốn việc chẳng nên làm, vì họ nói con đường duy nhất khiến vẻ tránh giáo, vì muốn kẻ tạp nhiễm được thanh tịnh, vì muốn kẻ lo sầu được vui vẻ, vì muốn người khổ não được an vui, vì muốn hữu tình phi lý chứng pháp như lý, vì muốn hữu tình lưu truyền được nhập niết bàn mà phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tột này thiện hiện đó là đại bồ tát vì làm đạo sư cho thế gian mà phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tột cụ thọ thiện hiện bạch phật bạch thế tôn tại sao đại bồ tát vì làm tướng soái cho thế gian mà phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tột Phật dạy này thiện hiện đại Bồ Tát mong cầu quả vị giác ngộ cao tột là muốn vì hữu tình tuyên thuyết khai thị sắc vô sanh vô diệt vô nhiễm vô tịnh thọ tưởng hành thức vô sanh vô diệt vô nhiễm vô tịnh muốn vì hữu tình tuyên thuyết khai thị nhãn xứ vô sanh vô diệt vô nhiễm vô tịnh nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ vô sanh vô diệt vô nhiễm vô tịnh Muốn vì hữu tình tuyên thuyết khai thị sắc xứ vô sanh vô diệt vô nhiễm vô tịnh, thanh hương vị xúc pháp xứ vô sanh vô diệt vô nhiễm vô tịnh. Muốn vì hữu tình tuyên thuyết khai thị nhãn giới vô sanh vô diệt vô nhiễm vô tịnh, sắc giới nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ cho nhãn xúc làm duyên sanh ra vô sanh vô diệt vô nhiễm vô tịnh. Muốn vì hữu tình tuyên thuyết khai thị nhĩ giới vô sanh vô diệt vô nhiễm vô tịnh, thanh giới nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra vô sanh vô diệt vô nhiễm vô tịnh